Mới nha, hy vọng chỗ này có nhiều cá và có đi xuống không? Có đi Như nào? đây, con đi bên đấy, à đi bên đấy cả. Ui dồi. Có đi được không? Mà bác rơi bé. Cái này nó giật được khoảng cách bao nhiêu rồi Khánh này? Ui! Ui! Chân Khánh dài. Thôi toang rồi. Vậy có gì không? Ê, 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 anh à, con này còn chạy theo điện lên kinh nhỉ. Đây là chú cọc này. Con đứng ở đấy đi. Ô không mang gì được ở kia. Kính em không mang gì được à? Có cái buồn. Bây giờ mình mà quay mấy hôm đi từ kia mình mang. Lắm lắm à. Mình kéo cái nhà cầu dừa mà hôm trước mà em kéo cái nhau đấy chắc cần nó có hốt nước to quá nên không có gì. Xịt rồi. Ê. Sâu phết. Kích chủ. Cái kết đắng không có con nào. Tuấn ơi, ôi này có cá. Ui rồi ôi ngon. Ai ăn con này? Ngon à? Đây. Mẹ đầu tiên này, ngon luôn rồi. Túi đầu. Đây, ba chép, bốn chép lên này. Vàng nhỉ. Ôi 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 ôi. Ôi kìa. Ôi. Ngon rồi. À, vậy có đấy, vậy có đấy. Mỗi đi được cũng nó nóc một tí, chắc kiểu đi nó nóc nó luôn một tí. Thả các bạn đi.
Con bắt sao? Bắt hết. Thả các bạn. Mà có cái đồ bắt bồi không? Thả các bạn đi. Thả các bạn nhé. Hy vọng là sống. Có nhắm nữa rồi. Nó đóng rồi đấy. Đi xuống đi. Đi rồi. 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 Đi thì thả xuống lấy lọc lấy may thả xuống đây. Thả hết xuống bé là không được sát sinh thế xuống còn nốt chú này nữa ở đây hai chú ôi là nhiều đấy rồi các bạn cũng đi theo tôi nhé. Quê bát ngát bao ra canh lòng ê nhiệt điện làm 12 túi bông đen rồi về. Tuấn ơi. Cái chỗ thiếu cá con. Cá con. Hôm nay bắt đi cá con hôm nay. Cá kia có một con cá to vậy mà. Con. À. Mấy con kia thả đi là mấy con. Ờ. Mấy con kia không biết chịu quá là tí chỗ nó tối rồi. Thế á? Mấy mất chịu quá. Đấy, lại nắp cống rồi. Tuấn ơi. Cái máy đi là mất chúng ta cái sông. Cái to mắt bắt con cái con nó con. Đâu xem nào. Đấy. Đấy, được mấy con hiểu ạ? Này bây giờ chỉ có về ao kích kìa nhỉ. Ao là nữa. Ít. Ít quá kia giống cả con. Cá chấm. Hôm trước kéo gạt nhưng mà được mấy con nhưng mà nó còn bé lắm. Tuấn ơi, à? Chào mọi người đã đợi tí quay tiếp nào. Chào mọi người, tí vừa tôi quay tiếp nào. Bye.